Theo con thì nói một cách chính xác, ngày mà một vị Phật đản sanh cũng chính là ngày mà Ngài thành đạo. Vì lần sinh ra đời từ bụng mẹ, trước đó Ngài chỉ là một người bình thường chứ chưa thành Phật. Có phải vậy không thưa sư? Hay ngay từ khi sinh ra Ngài đã có số mệnh làm Phật rồi? À, nó có hai việc. Thứ nhất á, là cái ngày chúng ta không nên nói là ngày Phật đản sanh được, nên dùng cái từ là Bồ Tát đản sanh, tại vì khi đó ngài chưa thành Phật. Cái ngày Bồ Tát đản sanh, ngày Bồ Tát thành đạo và ngày Phật nhập Niết Bàn, cách đây lâu rồi, cũng trong buổi vấn đáp quý vị sẵn nói luôn, nếu ai có lòng giúp sư dùng cái này, tức là lên một cái danh sách những cái câu hỏi, danh sách câu hỏi thì trong cái phần ở dưới thì có rồi ha. Làm giùm sư một cái danh sách những câu hỏi, và những câu hỏi tương ứng đó sư đã trả lời ở trong cái buổi vấn đáp nào, được liên kết luôn. Thì như vậy đó, những cái người mà họ hỏi đó thì họ sẽ dò là sư đã trả lời những cái vấn đề nào rồi, và họ có thể họ nghe lại và không cần sư phải trả lời lại một lần nữa. Đấy, ai làm được thì làm giùm sư. Đấy. Thì cái ngày mà Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật Niết Bàn, sư đã nói rồi, sư đã trả lời rồi, sư đã trích dẫn. Sư trích dẫn trong kinh tạng và trích dẫn trong chú giải để cho quý vị biết là nó cùng một ngày chứ nó không có khác ngày. Cho nên cái vấn đề đó thì chúng ta không việc gì chúng ta phải bàn cãi nữa. Không đấy, còn vấn đề của Phật giáo phát triển thì nói thẳng là cái chuyện này sư cũng lười nghiên cứu sâu. Những cái vấn đề dính dáng lịch sử mà con số ngày tháng là sư cũng lười nghiên cứu sâu, cho nên sư cũng không có coi ở trong Hán Tạng là những cái bằng chứng nào ở bên Hán Tạng mà họ lại có những cái ngày khác như vậy. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy thì sư dò trong kinh tạng Pali và trong chú giải thì nó cho ra là ba cái ngày giống nhau. Là ngày Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật Niết Bàn là giống nhau. Rồi, cái vấn đề thứ hai là khi sinh ra gọi là cái có mệnh là làm Phật thành Phật, thì chúng ta nên hiểu như thế này, nó giống như một cái học sinh giỏi đi, một đứa học sinh giỏi nó đi thi, nó làm đi thi toán và nó làm trọn vẹn hết cái bài toán đó, và bằng cái trí tuệ của một cái đứa học sinh giỏi, nó dò đi dò lại trước khi nó nộp bài và nó biết chắc rằng nó được 10 điểm. Mặc dù á, cái chuyện mà cái điểm 10 đó nó chưa được chấm, tức là giám khảo phải chấm, sau đó phải công bố thì nó mới được 10 điểm, nhưng mà bằng cái sự nỗ lực của nó, bằng trí tuệ của nó, bằng cái sự hiểu biết của nó thì nó biết chắc rằng là cái bài này được 10 điểm rồi. Thì cho đến cái hôm mà công bố điểm á, thì chúng ta không thể nào nói là cái số của cái học sinh giỏi này là 10 điểm được, hoặc cái mệnh của nó là nó phải được 10 điểm, tức là nó định trước nó phải được 10 điểm rồi. Sai, sai, sai hoàn toàn. Cách hiểu là cách hiểu sai, bởi vì cái 10 điểm đó là cái sự nỗ lực của nó, sự nỗ lực của nó, và bằng cái trí tuệ của nó biết chắc là giám khảo có chấm kiểu gì đi chăng nữa, dù cái người muốn đi nó đi chăng nữa thì chắc chắn cũng phải 10 điểm thôi, tại vì không có chỗ nào sai hết trơn á. Thì mình không thể nào nói là nó cái mệnh, cái mạng nó là phải 10 điểm sai nhé. Cũng vậy, cái sự nỗ lực của Bồ Tát thì chắc chắn là với cái sự nỗ lực đó, cái chuyện mà ngài thành Phật đó là chuyện đương nhiên, nó là chuyện hiển nhiên và nó là điều chắc chắn.
Và chúng ta nhưng chúng ta không thể nào nói rằng là cái đó là Ngài có mệnh, cái số mệnh của Ngài là thành Phật thì không phải. Bởi vì đó là sự nỗ lực của Ngài. Hoặc là lại thêm một cái ví dụ khác. Ví dụ như quý vị đi làm, lương tháng lãnh 20 triệu, trừ tất cả các chi phí, cái tiền thực lãnh là 20 triệu. Thì trước khi mà quý vị ký tên để quý vị lãnh tiền thì quý vị biết chắc là hôm nay mình cái tổng tiền mình lãnh là 20 triệu. Và mình không thể nào nói là cái mệnh của tôi là tôi lãnh 20 triệu, cái số tôi lãnh 20 triệu, không phải. Tại vì 20 triệu là 20 triệu của mình nỗ lực mình làm ra đồng tiền này và mình biết chắc là mình sẽ lãnh được đúng cái số tiền này. Hoặc một ví dụ khác nữa là chúng ta ăn cơm, thì khi chúng ta ăn như vậy, chúng ta ăn nhìn cái tô cơm chúng ta ăn thì chúng ta biết chắc rằng sau khi ăn xong là chúng ta phải no. Thì cái chuyện no nó không phải là cái số, cái chuyện no nó là cái sự nỗ lực của cái việc chúng ta ăn cơm. Cho nên hiểu chính xác dùm ha, không phải là từ khi sinh ra Ngài đã có số làm Phật, không phải. Mà cái chuyện Ngài thành Phật là do nỗ lực của Ngài. Và cái nỗ lực đó là một một cái điều, cái việc mà dẫn đến cái quả vị chánh đẳng giác là cái điều hiển nhiên.